Bây giờ sẽ là câu chuyện thứ hai. Đây là câu chuyện về một cô giáo và ước mơ của cô là dành cho những em học trò nhỏ của mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền, hiện tại đang là giáo viên trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyền được biết chương trình Hát Mãi Ước Mơ trên fanpage của chương trình và xét thấy là cái tiêu chí của chương trình rất là nhân văn và có thể giúp được cho những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình bằng chính giọng hát của mình, cho nên đó là lý do đã thôi thúc mình tham gia cái cuộc thi này. Mình muốn hát cho những học trò của mình, đặc biệt là các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt. Dạ, em tên Nguyễn Thị Anh Tâm, em 15 tuổi, hiện em ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Em tên là Hồ Thanh Phát, học lớp 11, trường Trung học phổ thông Quang Trung. Em tên Trần Quốc Tấn, nhà em ở Phước Hiệp. Em thì sống cùng với mẹ với lại một em gái, mẹ em thì bán vé số. Em thì bây giờ mới lên lớp 8. Em nghĩ là cái vấn đề về kinh tế nó đặt nặng lên vai mẹ quá, cho nên là mẹ thường mất ngủ nhiều lắm, ít khi mẹ than vãn về cái vấn đề đó lắm. Em muốn mẹ có một cái cuộc sống nó thoải mái hơn một tí. Dạ, nhà em thì có hai anh em thì vẫn còn đi học, mẹ công nhân may, ba thì làm bên banh á. Thấy ba mẹ làm cực khổ, lo lắng cho mình thì mình phải cố gắng học. Ba em thì do cũng lớn tuổi nên ở nhà, mẹ em thì đi mua ve chai. Mẹ em đi bán tới trưa rồi về lo cơm nước cho anh em rồi mới đi tiếp. Hàng ngày mà em đi cũng kiếm được 30-40 ngàn. Tại hàng ngày mà em đi làm thì rất là ít khi ăn uống, có khi không ăn sáng luôn. Và có một cái điều mà Tuyền luôn muốn nói với tất cả các bạn học sinh đó, là không có cái điều gì tuyệt vời hơn, đó là cái chuyện học hành. Chỉ có học hành mới có thể giúp các em có thể vượt qua được tất cả những khó khăn của mình. Và ngày hôm nay thì để có thể hát được cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, thì đấy chính là cái một trong số những cái hành động, những cái việc làm mà Tuyền nghĩ rằng là nó có thể có khả năng truyền động lực cho các em. Rào hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo tôi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh. Người lội qua một lối quanh, gặp ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi. Em tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tím ngắt bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đánh lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Giáo Mộng Tuyền xinh đẹp, thương học trò. Giám khảo Trấn Thành đứng lên vỗ tay cho bạn là biết rồi đó. Bạn dạy môn gì? Dạ em dạy môn ngữ văn ạ.
Đã bao giờ hát cho học trò nghe chưa? Dạ, những lúc mà các em cảm thấy mệt mỏi trong giờ học thì các em hay kêu là cô ơi, hát cho con nghe em bài đi. Cái cũng hát cho tụi nó nghe. Rồi bạn có đi ca ở đâu chưa? Dạ, em hát cho trung tâm văn hóa huyện Củ Chi. Dạ. Mà đó có phải là công việc không hay là đi hát sinh hoạt cho vui thôi? Dạ, là đi hát sinh hoạt rồi cùng tập dượt với các bạn rồi đi hát cho những cái chương trình của huyện, của ủy ban. Dạ. Bạn á, mà ráng luyện thêm một chút xíu nữa là bạn hoàn toàn có thể đi hát phòng trà luôn đấy. Cái này tôi nói thật, bạn hát rất là tốt. Cái bài này là cái bài cực khó hát, Kiếp Nghèo của Lam Phương đúng không? Rất khó hát, nhịp nhanh khủng khiếp. Và cái bài này ai mà phân nhịp không có giỏi á, nó dễ bị lê thê và nó bị lền rền, cái câu nó kỳ cục lắm. Bạn hát á, cái cảm âm của bạn nó rất là vô cái beat của cái bài nhạc này. Đó là cái người bạn cảm thụ âm nhạc tốt. Theo em nghĩ, sau chương trình này chị sẽ có một số vốn nhỏ. Sau đó hướng nghiệp nữa nè, người ta là cô giáo. Ví dụ là dạ đúng rồi, em đang một cái ý nhỏ nhỏ thôi. Buổi sáng chị đi dạy đúng không? Tối hát phòng trà, sau đó mâm me một thời gian rèn luyện như thể lực, chị thật lực đăng ký làm cho một cuộc thi giảm nhạc, sau đó đạt giải bán quân, về nhà mở trường dạy nhạc và dạy ngữ văn. Trời ơi dễ sợ thiệt. Chị giỏi không? Quy nó vẽ cái gì ra như một giấc mơ màu hồng. Dạ, nói đùa chứ em thấy là chị có một cái giọng rất là tốt. Với lại cái lúc mà các đoạn chị chuyển giả thanh thì cực kỳ ngọt. Với lại là đôi khi nó lúc đầu em là chị Cẩm Ly cũng nghe có một số đoạn nó bị gãy nhẹ. Nhưng mà không sao, chị lấy mình tỉnh lại và chị hát rất là ngọt khúc sau như vậy. Em nghĩ là trong cuộc thi buổi tối ngày hôm nay thì chị cũng sẽ có được một cái số vốn cũng không phải là nhỏ. Hãy làm thôi người em. Thôi, tội nghiệp chị mà. Người ta đang là một cái gọi là một người mà để đào tạo những cái tài năng đó, về kiến thức. Trời ơi, đừng có rủ rê tùm lum tùm la, người này sao nhãn, cái đó là ướm mầm cho những cái mầm xanh tuổi tương lai đó. Vì thế chị cần có một chiến lược rõ ràng. Đó, em đưa ra hồi nãy rồi. Rồi, cô giáo của chúng ta sẽ tự biết cân bằng giữa việc đi hát và đi dạy nếu như mà việc đi hát có xảy ra. Cô giáo Mộng Tuyền ơi, bây giờ hỏi cô giáo một chút về những em học trò của cô nha. Tại sao hôm nay Mộng Tuyền lại quyết định đến đây hát vì ước mơ của các em? Và ước mơ đó cụ thể là gì? Dạ, trước khi mà chị hỏi em thì chính học trò em cũng hỏi em câu đó. Các bé trong lớp 10A, 11 hỏi em là tại sao mà cô lại hát cho tụi con? Nó cũng thắc mắc lắm, trong khi là sao cô không hát cho bản thân cô đi, bởi vì mình cũng không phải là khá giả gì. Nó cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà em nói là thì cái quãng đời tuổi thơ của em nó cũng có nhiều cái vất vả rồi, và em cũng đã nỗ lực hết sức để mà ngày hôm nay trở thành một cô giáo. Thì em nhớ thầy hiệu trưởng trường cấp 3 cũ của em có nói là một người thầy vĩ đại là một người thầy biết truyền cảm hứng. Bản thân em không mong muốn mình được, trong mắt học trò mình là một người vĩ đại đâu, nhưng em vẫn mong được truyền cảm hứng cho các em học trò của mình. Và một phần thưởng, một phần học bổng, dù cho nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là động lực để cho các em bước tiếp trên con đường học tập của các em. Thương quá tấm lòng của một cô giáo. Cảm ơn Mộng Tuyền.